dùng đấy, dùng nó mất rồi. Đây. Tôi hư bộ xin chào năm trăm anh em. Tôi tí lũ xin chào năm trăm anh em. Tôi cường là chào năm trăm anh em. Hôm nay chúng tôi làm clip lưỡng cá voi khổng lồ siêu cay. Ok các bạn, tôi đang đặt hàng, tí nữa người shipper sẽ ship đến cho chúng tôi các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên chúng tôi xin thông báo với các bạn một tin rất buồn, đó là Tiến Văn Tiến của chúng ta, Tiến đéo ổn, đã bị cận. Các bạn ơi, nhìn mặt khó tả một tí, các bạn thông cảm khi xem clip nhá. Không có thông cảm nhá. Alo, anh ship hàng à? Anh ship con cá voi khổng lồ cho em chưa? Vâng, để em bảo với các bạn của em. Các bạn ơi, con cá voi khổng lồ của mình đang ở phía bên đại dương bên kia. Tại vì nó quá to lên, khi vận chuyển đã bị mắc cạn tại sân vận động Mỹ Đình. Vì thế nên người dân ở Mỹ Đình đã ra ăn trộm con cá voi của mình rồi. Các bạn ơi, thông cảm cho mình nhé. Hôm nay mình sẽ thay thế cá voi khổng lồ bằng một món khác. Ok. Tôi hư bộ đã quay trở lại đây. Sau một lần tìm kiếm món ăn thì ở khu chúng tôi đã hết cạn kiệt rồi. Bởi vì nắng nóng nên là chúng tôi mua bánh trứng ti bô về ăn tạm các bạn nhá. Bánh trứng ti bô nguồn gốc tại Việt Nam. Ok, bây chúng ta bóc ra đâu. Mua được một cái. Ăn đi. Ngon. Ngon như rồi. Ngon. Ngon như rồi mình nhá. Các bạn. Ok các bạn. Ok các bạn. Thì anh em ăn xong chưa? Lo lên chưa? Ok rồi. Ok rồi, dừng clip thôi. Ăn xong chưa? Vẫn đang ăn chưa xong. Thì anh em đợi một tí. 2000 years later.